Next man. Are you gonna go up and sing, brother? Okay. Here you go. What's good, everybody? How y'all doing today? How y'all feel? Chào các bạn, mình là người Mỹ ở đây mà tôi học tiếng Việt được từ tấm lòng mình không nói tiếng Việt giống người Mai. Trong trường người Mỹ trắng dạy cách nói tiếng Việt nhưng giống người Mai. Nào nào. Chỉ sử dụng tiếng Việt, nhạc tiếng Việt để hát bài bằng tâm lòng là đủ. Tâm học tự nhiên là tâm lòng. Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường thì dù khoa thăm chỉ là màu thăm không hương. Nếu hai đứa mình thương nhau, nếu hai đứa mình xa nhau thì dù mưa xuân với anh vẫn là tuyết đông lạnh lùng. Nếu hai đứa mình cùng đèn tình duyên lỡ làng thì dù trăng sáng chỉ là màu trắng khăn tàn. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quen nhau thì tình mình không nắng đẹp tràn qua có nghĩa gì đâu. Người ơi, có nhớ hôm nào tay nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mai sau. Ở đâu giữa trời quê hương có người trồng sao ngắm ngừa chẳng sâu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường thì dù đêm tối có làm mờ lối yêu thương. Nếu hai đứa thành đôi trinh chắc đôi cái gì đôi tình thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm. Anh hát bài Việt Nam như thế nào? Không biết. Không biết. Đây là cách tự nhiên từ. Đây là quả tặng từ
Ông trời, ông trời tặng tặng mình tu học ngôn ngữ bằng hát bài tụ tập lòng mình. Bao lòng mình là con em bé mà đến từ quê hương Việt Nam. Dạo này mình có 19 tháng rồi. Người ơi, có nhớ hôm nào tay nắm tay nhau chúc mình vui nói chuyện mai sau. Ngờ đâu trước trời quê hương có người trông sao nắm nửa chẳng sâu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về chung chung đôi đường thì dù đêm tối có làm mấy lối tớ thương mấy lời thương à. Nếu hai đứa thành đôi chim chắc đôi cánh nhìn đôi tim thì dù mưa rơi đã lạnh đêm trường cũng vẫn